Ai trời ơi, Sam ơi, xay nhanh lên đi Sam ơi. Trời ơi, trời, cái gì đâu mà chậm chạp quá vậy. Một tí nữa là trời tối là không xay được nữa đâu nha. Ai, cố lên, sắp xong rồi. Ai. Ông nghĩ sao vậy? Tôi là con người chứ phải là con người máy đâu. Ông nghĩ sao tôi làm cải xong liền? Ông làm cho nhanh đi nói tôi chi. Mệt quá. Từ từ, từ, để tôi xíu. Tôi phải xay chậm chậm vậy thì nhìn nó mới đẹp, hiểu không? Đó, ok, ok. À mà khoan, quên mất, mình phải chào mấy bạn fan đã. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world mới của mình cùng với đại gia đình Hero Team. Ta-da! Yeah! Ok anh em ơi, thì hôm nay nè, mình đã quay trở lại và làm thêm một video mini world mới cho các bạn xem rồi đây. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè, một share nè. Và nhớ mình nấp subscribe đăng kiếm hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng kiếm hội cho mọi người luôn nha anh em. Ok ok, thì hôm nay để bạn thấy nè, bọn mình đang xây một cái gọi là sân khấu rất là to luôn đằng sau lưng nữa bạn ơi. Đó, thấy không? Xin giới thiệu bạn, đây chính là một cái sân khấu của bọn mình nè. Đó, đẹp không, đẹp không? Sân khấu màu đỏ luôn nha. Đó, thì đối với bạn nè, mấy bạn biết hôm nay bọn mình sẽ làm về cái gì không? Mình nghĩ rằng là chắc mấy bạn đọc tiêu đề thì chắc các bạn cũng biết rằng hôm nay bọn mình sẽ làm gì vậy, đúng không? Rất là đặc biệt luôn. Đúng rồi, hôm nay sẽ là một video rất là đặc biệt luôn bạn ơi. Hôm nay bọn mình, không phải bọn mình mà phải nói là mình và Sammy bạn ơi. Hôm nay mình và Sammy, bọn mình sẽ cùng nhau tổ chức đám cưới ở trong mini world. Yeah, yeah. Mấy bạn ơi, các bạn biết vì sao không? Bởi vì á là dạo gần đây có rất là nhiều những bạn fan comment là anh Phong ơi, chị Sam ơi, anh hãy thử gọi là làm gọi là đám cưới trong mini world đi đó, cái kiểu vậy. Thì mình thấy á là nói chung á là mấy bạn fan rất là muốn bọn mình tổ chức một cái đám cưới trong game mini world đó. Thì nói chung thì mình thấy là cũng chỉ là game thôi mà, cho nên là ok luôn, mình sẽ tổ chức một cái đám cưới ở trong game mini world để gọi là cho mấy bạn fan xem nha. Đó, ok ok. Đó, thì cái này cũng chỉ là trong game thôi, cho nên là bọn mình tổ chức thoải mái bình thường, đúng không Sam? Đúng rồi, bình thường mà. Đúng rồi, đó. Bình thường mà. Ok ok. Thì mấy bạn ơi, các bạn đang thấy nè, ở đây bọn mình xây một cái sân khấu cực kỳ to luôn các bạn ơi. Đó, thường thường á là người ta làm đám cưới ha là người ta sẽ đi thuê sân khấu á, còn bọn mình là bọn mình gọi là tự xây sân khấu luôn, thấy ghê không? Đó, bọn mình có tâm không? 1 hour later. Rồi, ok bạn ơi, cuối cùng thì mình cũng đã xây xong sân khấu rồi các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái phần rất là quan trọng ở trong cái ngày cưới luôn. Các bạn biết cái phần đó là gì không? Đó chính là quần áo cưới các bạn ơi. Đó, đã là làm chú rể thì tất nhiên là phải mặc đồ vest đúng không các bạn? Đó, phải mặc đồ thật là đẹp trai vô thì mới gọi là làm chú rể đẹp trai được, đúng không? Chứ mình mà tự nhiên mình lên mà làm chú rể mà mình mặc cái quần xà lỏn thì nhìn kỳ lắm. Trời ơi trời, hơi tưởng tượng đi, làm chú rể mà leo lên sân khấu, cô dâu mặc đồ đẹp ấy là đẹp, còn chú rể mặc nguyên quần xà lỏn xấu ấy là xấu, nhìn ghê lắm. Đó, ok. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau thay bộ đồ mới nha. Bây giờ mình sẽ bấm vào trong kho đồ của mình nè, bấm vào đây, ok. Và mình sẽ lấy cho mình một cái bộ đồ chú rể nha anh em. Đâu ta? À đây, thấy rồi nè, mình sẽ sử dụng bộ đồ chú rể nha. Đây. Đó mấy bạn ơi, bạn nhìn nè, thấy chưa, đẹp trai chưa, đẹp trai chưa? Mình đang mặc một cái bộ áo vest màu xanh nữa bạn ơi, cực kỳ đẹp luôn nha. Cũng là màu xanh của Phong Cận TV luôn bạn ơi. Đó, sau lưng của mình còn có thêm một con gấu bông nữa nè, thấy không? Đó, một con gấu bông rất là dễ thương luôn. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là đi xem coi là Sammy rồi thay đồ cô dâu xong chưa nha các bạn. Hay, không biết là Sammy mặc đồ cô dâu nhìn có dễ thương không đây. Trời ơi ngại quá. Ok, để mình kêu Sammy xuống coi. Sammy ơi, bà thay đồ xong chưa vậy? Tôi xây xong rồi nè. Wow. Bạch. Trời. Cái gì vậy? Trời ơi, bà đang mặc cái gì vậy? Tôi đang mặc đồ để chuẩn bị đi đám cưới nè, chuẩn bị đi cưới hai tụi mình á. Trời ơi là trời. Trời ơi, cái bộ đồ nè, bộ đồ cô dâu. Ơi bạn ơi, mấy bạn ơi, mấy bạn nhìn nè, mình mà đứng kế bên Sammy á bạn, mấy bạn có thấy giống như là một ông bố với lại một đứa con trẻ trâu không? Là sao? Sao là sao nữa? Trời ơi là trời, làm cô dâu á là phải mặc váy đầm. Mặc váy đầm nhìn cho nó dễ thương, cho nó đẹp, hiểu không? Chứ ai mà đi mặc cái bộ đồ gì mà nhìn y như trẻ trâu vậy trời. Còn thắc mắc nữa. Ơi khoan, với lại là ai trang điểm cho bà nhìn thấy ghê vậy? Em trang điểm cho tôi lấy đồ tôi mặc mà tôi chưa soi gương nên tôi không biết. Trời ơi là trời. Cô dâu gì đâu mà trang điểm nhìn thấy ghê, nhìn y hệt như yêu quái luôn á, nhìn y hệt con ma le luôn trời. Ghê quá. Để tôi xuống soi gương quay sao kỳ ta, xin bảo đẹp lắm mà ta. Để tôi đẹp, quay nè. Đẹp cái gì mà đẹp, không tin bà soi xuống dưới nước mà nhìn đi. Hả?
Tôi làm hay sao? Ủa ai vậy? Ủa ai dưới này thì phải tôi đâu? Bà chứ ai? Bà chứ ai? Bà nhìn xuống cái nước đi, bà thấy bà chưa? Rồi, rồi xong xỉu luôn các bạn ơi. Rồi xong, xong mày xỉu luôn rồi. Trời ơi là trời, không hiểu sao làm cô dâu mặc mặc cái bộ đồ hay ghê. Trời ơi là trời, tôi chờ xem bách cấp xem bạn là biết bách cấp của cậu xem bách tôi ra một con ba lè lè rồi không ơi. Thôi, đừng có khóc nữa, đừng khóc nữa. Bây giờ nè, tôi sẽ nhờ chị Kamui gọi là giúp cho bà trang điểm lại nhìn đẹp hơn được chưa? Trời ơi là trời, trang điểm á là phải nhờ đến gọi là chị Kamui chứ làm sao mà nhờ đến Simmy. Simmy có bao giờ trang điểm đâu mà Simmy biết trang điểm được. Nó trang điểm cho cái nhìn thấy ghê luôn rồi, thấy không? Ok rồi, bây giờ qua bên nhà chị Kamui đi, tôi có nhờ chị Kamui đó. Qua bên đó đi, chị Kamui okay, trang điểm cho. Ok rồi. Rồi ok bạn ơi. Trời ơi, không hiểu luôn á, Sammy trang điểm. Nhờ Simmy trang điểm cho cái mặt nhìn thấy ghê, nhìn thấy gớm gì đâu luôn trời. Ok rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau gọi là ra ngoài lễ đường và chờ Sammy tới nha. Ok. One hour later. Ten 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 ten. Ok bạn ơi, bây giờ là mình đang bước lên trên võ đài. Ê nhầm, không phải võ đài. Người ta gọi cái này là, nó gọi cái này là lễ đường nhầm. Cái võ đài là để quýnh nhau, còn lễ đường là để cưới nhau bạn ơi. Nhầm. Trời, dạ từ từ, anh Rô làm gì quýnh em vậy? Em xin lỗi, em nói lộn chứ bộ. Ok, mình đã bước lên trên là gọi là lễ đường rồi bạn ơi. Bây giờ là mình sẽ đứng đây và chờ cô dâu nha. Trời ơi, hồi hộp quá. Không biết cô dâu đâu ta. Chị Cá Muối ơi, cô dâu đâu rồi? Mời cô dâu lên. Ok, mời cô dâu lên. Trời ơi mấy bạn ơi, hôm nay Sammy làm cô dâu dễ thương quá bạn ơi. Trời ơi, Sammy mặc cái bộ đầm nhìn đúng dễ thương luôn á. Trên đầu còn đeo hoa nữa kìa bạn ơi. Ơi, hôm nay Sammy đẹp quá à. Trời ơi, tất nhiên rồi mà ông nghĩ sao vậy? Tôi là cô dâu mà ông không đưa hoa tôi cầm là sao hả? Hoa hả? Ôi, chết cha rồi. Râu. Trời ơi, ông bị điên hả? Ông bị gì vậy? Trời ơi, ông đi làm phụ rể với tôi mà ông còn ngủ quên đó là sao? Trời, mà khoan, anh ơi, bây giờ chết rồi. Em quên mang hoa rồi, giờ sao? Bình hoa. Trời, cái gì vậy? Hoa nè. Trời, ông đập cái bình hoa, ông lấy hoa luôn hả? Đúng rồi. Kệ anh, không sao. Sam ơi, hoa nè, tôi có hoa nè, đó, lấy đi. Đó, thấy không? Cô dâu cũng phải cầm hoa luôn. Đó, đẹp chưa? Rồi, ok, bây giờ là có hoa rồi đó. Bây giờ là, ủa, Simmy làm phụ dâu đúng không? Ừ, đúng rồi á. Ok, rồi Simmy đứng bên kia đi. Rồi, ok, Sam, mời Sam lên lễ đường. Wow. Rồi, ok. Ok bạn ơi, thì hôm nay nè, các bạn đang thấy nè, là hiện tại nè, mình là chú rể nè, Sammy là cô dâu, anh Siro là phụ rể nè, còn mèo Simmy là phụ dâu các bạn ơi, đó. Còn chị Kamui, mấy bạn biết chị Kamui là đóng vai gì không? Xin giới thiệu với mấy bạn luôn nha, chị Kamui sẽ làm gọi là cha xứ bạn ơi, đó, trong một cái đám cưới thường sẽ có cha xứ bạn hiểu không? Đó, nhưng mà hôm nay mình không có ai là con trai hết cho nên là mình đành phải nhờ chị Kamui đóng vai cha xứ. Đó, ok. Rồi, bây giờ chị Kamui có thể bắt đầu được rồi đó. Bây giờ bắt đầu đúng không? Dạ. Bây giờ cô dâu Phong Cận có muốn lấy chú rể Sammy Đào làm chồng và làm vợ hay không? Chị ơi, ủa khoan các bạn ơi, mình thấy có cái gì đó nó hơi sai các bạn ạ. Cái gì mà cô dâu Phong Cận tào lao, em là chú rể mà. Lộn. bắt đầu lại. Ok lại. Bắt đầu này, bây giờ chú rể là Phong Cận đúng không? Dạ. Có chấp nhận lấy cô dâu Sammy Đào dù cho Sammy Đào có dùng súng 6 nòng hay là súng lục bắn con hay không? Trời. Dạ con đồng ý, là lấy Sammy làm vợ. Rồi, bây giờ cô dâu Sammy Đào, bây giờ con có chấp nhận lấy chú rể Phong Cận làm chồng để có thể trà đạp không? Trời. Con đồng ý lấy Phong Cận làm chồng. Ôi trời, mấy bạn ơi, sao mình cảm thấy cái đám cưới này nó nguy hiểm các bạn ơi. Cái gì đâu mà lấy chú rể về để trà đạp, rồi lấy cô dâu về để cô dâu lấy súng 6 nòng bắn, cái gì mình nghe sao nó hơi nguy hiểm.
Không sao, nói chung là đám cưới trong game mà không sao không sao. Bình tĩnh bình tĩnh. Dạ ok rồi, bọn con đồng ý lấy nhau làm vợ chồng. Ok ok, bây giờ đến tiết mục là trao nhẫn cưới. Trao nhẫn cưới hả? Ok. Ok, nhưng mà bây giờ là nhẫn cưới á, con không có mang vào đây, nhẫn cưới con để ngoài kia kìa. Chứ gì nhẫn cưới thì ngoài kia ra vô. À ra ngoài đây. Ra ngoài đây tôi cho mọi người xem, ra ngoài đây. Ok. Nhẫn cưới thì ngoài vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần gọi là trao nhẫn cưới nha các bạn. Những bạn nào mà coi người ta làm đám cưới á thì chắc các bạn cũng biết á là khi mà người ta đám cưới với nhau á thì người ta sẽ trao nhẫn cưới cho nhau đúng không? Thì xin giới thiệu các bạn, đây chính là nhẫn cưới của mình. Tèn 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 tèn. Ôi hả? Trời ơi, là cái tường nhẫn chứ phải là cái nhẫn đâu hả? Tào lao, tôi nói cho Sam biết nè, cái này là cái nhẫn thiệt luôn nha. Cái này là vàng thiệt nè, kim cương thiệt á, chứ phải là đồ giả đâu. Vậy bây giờ tôi mang sao to này mà? Trời ơi, bây giờ mang sao hả? Đúng rồi ha. Bình thường cái nhẫn là người ta sẽ đeo trong ngón tay, nhưng mà cái nhẫn này to quá, làm sao mà đeo được ta? Tôi biết rồi. Bây giờ cái nhẫn này nè, Sammy vô trong nhẫn này nè, Sammy đứng ở trong đây nè. Đó là coi như là Sammy đã đeo nhẫn rồi đó, hợp lý không? Ông nghĩ sao vậy? Tôi đừng có dùng cái tường không? Không sao. Không sao. Trời ơi, nhẫn này đắt tiền mà, nhẫn này đến tận gọi là 999 tỷ lần đó, đắt tiền lắm á nha. Thấy không? Nè, cái cục kim cương to đùng luôn à, thấy không? Rồi ok bạn ơi, Sammy đã chịu gọi là đeo nhẫn cưới. Đeo đây nhẫn là cưới cái nhẫn luôn á trời, nhìn anh chả phải đeo luôn á trời. Sammy đã chịu đeo nhẫn cưới bằng cách là chui cái nhẫn đứng rồi bạn ơi. Rồi ok. Ủa mà khoan. Ủa, ông phụ rể đâu rồi? Cái gì vậy? Phụ rể. Vậy. Trời ơi. Ông đi làm phụ rể tôi mà ông ngủ hoài vậy? Ra ngoài đây anh trời. Ủa rô. Hồi nãy em kêu anh á là khi mà cô dâu đeo chiếc nhẫn vô là anh sẽ bắn pháo hoa mà. Pháo hoa đâu? Ờ thì nè. Trời, gì đâu ông. Ủa, gì vậy? Nãy cô dâu vừa. Nè em nói anh nghe nè. Cô dâu vừa đeo nhẫn vô là anh phải bắn pháo hoa liền ngay chưa? Ừ, ok. Ok, rồi. Rồi giờ Sammy ra ngoài để đứng đi. Đứng chỗ này nè. Ok. Ai, tôi đếm 1, 2, 3 là Sammy sẽ leo chiếc nhẫn, Sammy đứng nha. Lại đứng ra khổ. Bắt tôi đứng lại. Bởi vì cái nhẫn này nó to quá mình không có đeo được. Rồi tôi thử nè. Vậy nó lên tôi lên nó ngồi ra khổ ghê, tôi lên tôi ngồi luôn á. Ok, cái nhẫn này mà đeo chắc gãy tay. Ok, 1, 2, 3 leo lên. Đó rồi. Pháo hoa đâu? Ông lấy pháo hoa, ông quăng pháo hoa ra làm gì? Đó, ok rồi, đập đi. Nhiều nhiều vô. Bùm, đó rồi. Yeah, ok, vỗ tay. Cái gì vậy? Bình tĩnh đâu, bình tĩnh, ok. Rồi. Đứng chào đẹp này, lấy cái nhẫn. Ok, leo đứng. Rồi ok bạn ơi. Thì hôm nay nè, mình với lại Sammy đã làm đám cưới trong game rồi bạn ơi. Nhưng mà mình thôi cái gì vậy? Ông Siro tính ra cái này là cái nhẫn cưới của hai vợ chồng tôi nha ông. Ông đi ra chỗ khác coi. Ok bạn ơi. Thì hôm nay nè, mình đã gọi là tổ chức xong một cái đám cưới nữa bạn ơi. Đó thì cái đám cưới hôm nay là có mình với lại Sammy nè, với lại là có sự góp mặt của mèo Simmy, anh Siro với lại chị Camui để làm cha xứ nè, làm phụ dâu với làm phụ rể luôn đó. Cho nên là cảm ơn ba người rất là nhiều nha. Ok, thì bọn mình đã thực hiện xong lời hứa là tổ chức một cái đám cưới ở trong mini world cho các bạn fan xem rồi đó. Thì các bạn có thấy thích video này không nào? Nếu như các bạn thấy thích video này thì đừng quên hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ mình đắp subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình để có thể gọi là giúp cho bọn mình gọi là phát triển hơn, để mai này bọn mình sẽ có thật là nhiều tiền để bọn mình đám cưới ngoài đời thật luôn nha bạn. Ok rồi, và các bạn cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của mọi người trong Hero Team để đăng ký họ cho mọi người đó nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn nha. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Yêu anh em vãi nồi. Tạm biệt. Bye bye.